Xin chào các bạn, tiếp tục series hướng dẫn sử dụng MacBook cho người mới bắt đầu. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách download một file YouTube trong hệ điều hành Mac OS X. Hệ điều hành Mac OS X. Thì bình thường ở trên các cái hệ điều hành Windows, các bạn có thể dùng các phần mềm bên thứ ba để hỗ trợ tải và download ấy. Thì ở trên hệ điều hành Mac thì mình sẽ sử dụng hai cách. Cách thứ nhất là mình dùng trình duyệt Cốc Cốc, vì trên Cốc Cốc có hỗ trợ mục download, thì ở đây mình sẽ phải cài Cốc Cốc trước. Sau khi mà mình đã có Cốc Cốc rồi thì các bạn mở Cốc Cốc lên và truy cập vào trang web YouTube để mình có thể bắt đầu tiến hành tải một file video bất kỳ. Ở đây thì mình setup một vài cái cơ bản cho Cốc Cốc trước. Sau đó mình đăng nhập vào YouTube. Mình sẽ chọn bất kỳ một video nào đấy, ví dụ bài nhạc này chẳng hạn. Ở đây các bạn có thể thấy cái phần tải về ở bên trên thanh công cụ. Mình sẽ kích vào đây cho các bạn xem. Các bạn chờ sẽ hơi lâu một chút nhé, vì lần đầu tiên mình khởi động Cốc Cốc lên ấy, nó nhận link hơi chậm. Thì sau khi mà nhận link xong, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có trên video của mình có một cái mục download này. Đấy. Các bạn kích vào mục download. Sau đó trình duyệt Cốc Cốc sẽ tự động download về cho mình. Các bạn sẽ nhìn thấy ở phía góc bên dưới bên trái của Cốc Cốc là đang tải về đây. Ở đây đang báo là 2 phút. File này là 727 MB, cũng khá là nặng. Sau khi tải xong thì các bạn có thể mở ra open when done hoặc có thể là show in folder. Tức là show in folder ở đây có nghĩa là bạn có thể tìm đến cái thư mục mà mình tải về. Khi mà tải về nó nằm ở thư mục nào thì các bạn kích vào đây sẽ hiện ra là cái chỗ mà mình vừa tải về. Thì các bạn có thể copy ra ngoài màn hình hoặc có thể là nằm ở trong mục thư mục download. Tiếp theo thì mình cũng vẫn sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác. Cách này là các bạn sẽ sử dụng một trang web của bên thứ ba. Thì ở đây mình sẽ sử dụng trang web e2met.com. Thì cách này các bạn sẽ sử dụng vào trang web, truy cập vào trang web này và các bạn copy lại cái link file video mà các bạn muốn tải về. Ở đây mình sẽ copy cái file nhạc vừa rồi. Copy và các bạn chuyển sang cái tab e2met.com, các bạn paste link vào đây. Các bạn paste link và ấn start. Sau khi paste link vào, các bạn sẽ thấy ở đây có những cái định dạng video ở phía dưới. Video có video MP3 và audio. Thì các bạn chọn mục video, ở đây sẽ có cả hình và âm thanh. Giờ tùy chọn vào chất lượng của âm thanh các bạn, chất lượng của hình ảnh thì các bạn sẽ tải về. Ví dụ ở đây các bạn có thể tải bản Full HD hoặc là 720p MHD. Mình sẽ tải thử một cái bản rất là nhẹ thôi, thì chắc khoảng 240p thì nó sẽ rất là mờ. Thì mình chọn một cách download. Các bạn chờ một chút để cho cái trang web này nó quét đường dẫn và để tải về. Và đây các bạn ấn tiếp tục vào mục download MP4. Nhược điểm của cái trang web này là vì mình sẽ sử dụng một trang web thứ ba để mình hỗ trợ download, thì có thể là sẽ chậm hơn so với việc các bạn sử dụng trực tiếp trình duyệt Cốc Cốc để tải, vì Cốc Cốc có hỗ trợ download khá là nhanh. Thì mình thấy là cách sử dụng bằng trình duyệt Cốc Cốc là sẽ dễ dàng hơn so với việc sử dụng cái e2met. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tóm lại, trên đây tôi đã chia sẻ cho các bạn cách tải một file YouTube trên hệ điều hành Mac OS X vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng comment hoặc inbox ở ngay phía dưới. Tôi sẽ trả lời các bạn một cách sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.